của chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của canh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta khi tâm đẹp sẽ tạo nên một cuộc sống tươi đẹp suy nghĩ thu hút mọi thứ và chúng ta là người tạo ra cuộc sống của mình nó thực sự là tất cả về sự tập trung và chú ý của bạn ngay bây giờ bạn đang tạo ra định hướng cuộc sống của mình bằng cách thể hiện sự quan tâm đến những gì Quốc Anh chia sẻ cho bạn ngay bây giờ trong video này chẳng hạn. Và bằng cách lắng nghe video này, bạn sẽ thực hiện một số loại hành động tiếp tục trên đà của những gì đang được tạo ra ở đây ngay bây giờ. Mỗi khoảnh khắc là một khoảnh khắc của sự lựa chọn, của sự sáng tạo và mọi lựa chọn bạn đưa ra đều tạo ra sự thay đổi trong cuộc đời bạn. Và mỗi sự thay đổi là một sự thay đổi hoàn toàn. Bạn có thể chọn hướng này, hướng kia, hoặc bạn có thể đi theo hướng này hoặc hướng kia. Nhìn ở đây hoặc nhìn ở đó, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Và bất cứ nơi nào bạn nhìn, đó là sự tập trung sự chú ý, đó là hướng của bạn. Và nó xảy ra mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của chúng ta. Và đó là cách bạn hùng đúc ý thức của mình. Đó là cuộc sống của bạn thực sự là gì nó là tấm gương phản chiếu ý thức của bạn ví dụ nếu bạn quan tâm đến việc nuôi một con chó thì bạn sẽ đọc rất nhiều về chó có thể xem các video huấn luyện và chỉ tập trung vào những con chó nói chung nhưng nếu bạn đột nhiên thay đổi sự tập trung của mình đối với mèo thay vào đó cuộc sống sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều thứ về mèo để bạn tập trung tâm trí vào và nó hoạt động như vậy với mọi thứ trong cuộc sống bất cứ điều gì bạn tập trung vào nghĩ về sẽ phát triển vì vậy đó là cách suy nghĩ thu hút mọi thứ chúng ta là những người tạo ra cuộc sống của chúng ta theo cùng một cách đó là cách cuộc sống đang được thể hiện theo từng khoảnh khắc ví dụ bạn không thể tạo ra và thể hiện một cuộc sống tươi đẹp nếu bạn tập trung vào mọi thứ khó khăn như thế nào và mọi thứ sẽ không bao giờ trở nên tốt đẹp hơn tâm trí có cách giả định mọi thứ và nhảy vào kết luận không có cơ sở trong thực tại và bản ngã phát triển mạnh về nỗi sợ hãi và lo lắng vì vậy một người không có bất kỳ nhận thức nào về bản thân họ sống cả đời trong trạng thái đó trong một quan điểm và trạng thái hạn chế của tâm trí cách bạn giao tiếp với chính mình đang tạo ra cuộc sống của bạn bất cứ điều gì bạn dành năng lượng và sự chú ý của mình đó là thế giới mà bạn bước vào bạn không phải là suy nghĩ của bạn bạn là người nhận thấy ý nghĩ bạn cũng không phải là cảm xúc của bạn bạn là người nhận thấy cảm xúc nhưng điều này cũng có nghĩa là vì bạn là người để ý đến chúng nên bạn cũng là người chịu trách nhiệm về chúng về những gì bạn cho phép vào ý thức tâm trí và cách bạn muốn cảm nhận bạn có thể theo dõi suy nghĩ của mình cả ngày nếu bạn muốn mà không cần làm gì với chúng đó là lựa chọn của bạn nhưng câu hỏi đặt ra là những gì bạn đang làm có giúp bạn hay không nó có giúp bạn tiến lên hay không chỉ quan sát những suy nghĩ của bạn có thể giúp bạn nhẹ nhõm hơn. Và điều quan trọng là phải học cách tách khỏi chúng. Nhưng khi nói đến luật hấp dẫn và biểu hiện, bạn phải dọn dẹp nội dung bên trong của mình trước khi bạn có thể thể hiện một cuộc sống bên ngoài khác. Chúng ta có toàn quyền kiểm soát những thứ như là ý thức và năng lượng của mình. Đó là những gì chúng ta có khả năng thay đổi. Và khi chúng ta thay đổi những điều đó, khi chúng ta có sự thay đổi bên trong, thì cuộc sống bên ngoài của chúng ta cũng thay đổi nhưng chúng ta không kiểm soát được làm thế nào và khi nào mọi thứ sẽ xảy ra những điều đó hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của chúng ta cuộc sống hoàn toàn kiểm soát điều đó chúng ta không có quyền kiểm soát trong phần đó của sự sáng tạo chúng ta có quyền kiểm soát có nghĩa là bạn được tự do lựa chọn bất cứ con đường nào bạn muốn đi trong cuộc sống và bất kỳ kiểu sống nào bạn muốn sống chúng ta cũng có toàn quyền kiểm soát thái độ của mình và cách chúng ta chọn để đối phó với những điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể chọn nhìn mọi thứ qua con mắt của thần linh, hoặc chúng ta có thể chọn nhìn mọi thứ qua con mắt của bản ngã. Chúng ta có thể trôi chảy với sự sống, hoặc chúng ta có thể đi ngược lại với nó. Đó là lựa chọn của chúng ta. Tất cả những điều đó đều liên quan đến ý thức và năng lượng của chúng ta. Nhưng có những thứ mà chúng ta chỉ có duyên để trải qua trong cuộc đời này, chắc chắn sẽ xảy ra bởi vì chúng có ý nghĩa xảy ra và điều đó bao gồm cả điều tốt và tồi tệ tiêu cực là nhận thức của bạn đó là tất cả nó không nhất thiết phải là sự thật đó chỉ là một quan điểm một góc nhìn và bạn có thể thay đổi điều đó chúng ta không chịu trách nhiệm về cách thức của mọi thứ vì vậy quan điểm tiêu cực là thứ bạn cần phải loại bỏ khỏi ý thức của mình đơn giản vì nó khiến bạn đau khổ và mọi đau khổ luôn kết nối với những niềm tin sai lầm mà chúng ta có về bản thân và con người chúng ta nghĩ. Đau khổ luôn đến từ việc chúng ta đồng nhất với bản ngã. Đó là tất cả. Đó là quan điểm của nó mà bạn đang trải nghiệm. Vì vậy, bạn không nhìn thấy và trải nghiệm cuộc sống thông qua con người thật của bạn, thông qua quan điểm của sự thật. Sự đau khổ đến từ việc bạn tin vào điều gì đó không có thật trong thực tế. Một khi bạn thức dậy khỏi cái tôi nhỏ bé, đau khổ sẽ không còn nữa. Những tình huống tiêu cực có thể vẫn còn, nhưng đau khổ thì không vì vậy trong trường hợp này nếu bạn bị kích hoạt bởi những suy nghĩ của mình nếu chúng khiến bạn cảm thấy sợ hãi hoặc lo lắng thì bạn phải làm điều gì đó thay vì chỉ quan sát chúng chỉ theo dõi những suy nghĩ và quan sát chúng sẽ không có tác dụng gì nếu bạn muốn phát triển tại một thời điểm nào đó bạn phải quyết định chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì đang diễn ra khiến bạn đau khổ nếu việc quan sát những suy nghĩ của bạn và chỉ quan sát chúng khiến bạn hạnh phúc và không làm phiền bạn chút nào thì bạn ngồi cách hãy tiếp tục làm điều đó nhưng nếu chúng khiến bạn đau khổ thì hãy làm điều gì đó về điều đó luôn luôn chọn tự do hãy nhớ rằng đây là cuộc sống duy nhất của bạn vì vậy hãy đảm bảo rằng đó là cuộc sống mà bạn tận hưởng đừng để suy nghĩ của bạn làm bạn sợ hãi hoặc làm bạn đau khổ lần tới khi điều gì đó tiêu cực xảy ra thay vì nghĩ rằng bạn đã tạo ra tình huống hãy tự hỏi bản thân xem nó dài bạn điều gì hoặc mục đích cao hơn của việc xảy ra có thể là gì và đó sẽ là cách tiếp thêm sức mạnh cho bạn khi bạn sống đúng theo quy luật của vũ trụ bạn sẽ thu hút rất nhiều điều tốt đẹp vào cuộc sống của mình niềm tin cũng là một khía cạnh rất lớn trong tất cả những điều này và nhiều thứ khác như là cảm giác xứng đáng của bạn tư duy của bạn niềm tin vào bản thân đối thoại nội tâm năng lượng của bạn và nhiều thứ khác đó là những gì thực sự trong trái tim bạn mà vũ trụ phản ứng lại khi bạn muốn một thứ gì đó quá nhiều quy luật hấp dẫn nói rằng bạn thực sự đẩy nó ra xa vì bạn đang tập trung vào việc không có được nó khi bạn buông bỏ và bắt kịp đó là lúc mọi thứ đến với bạn và điều này cũng liên quan đến trạng thái ý thức và năng lượng của bạn nếu bạn sống trong trạng thái thiếu ý thức bạn sẽ bị thu hút và cảm thấy thiếu thốn thiếu niềm vui thiếu tiền thiếu bình an nhưng khi bạn thực hiện công việc bên trong là giải phóng những niềm tin sai lầm bắt đầu với ý thức sau đó bạn sẽ thu hút sự phong phú sự phong phú của tất cả những gì tốt đẹp của cuộc sống cả bên trong và vật chất bởi vì bây giờ bạn đã dọn dẹp những thứ không đúng với sự thật về con người thật của bạn một người đã cảm thấy toàn bộ và hoàn thiện không phải đấu tranh để có được mọi thứ thay vào đó họ thu hút mọi thứ đến với họ đó là khi bạn thể hiện và hiện thực hóa mọi thứ một cách dễ dàng bởi vì nhu cầu đối với bất cứ điều gì bạn muốn không còn nữa bởi vì bạn đã có nó rồi trong ý thức vì vậy bạn cảm thấy hạnh phúc và viên mãn bây giờ đó là một chìa khóa khác để thể hiện để biểu hiện tất cả những ước nguyện của bạn trở thành sự thật khi bạn hoàn toàn hạnh phúc và bạn cảm thấy toàn vẹn mà không cần bất cứ điều gì bạn muốn và bạn hoàn toàn thoải mái về điều đó đó là lúc điều đó có thể đến với bạn và đây cũng là một quá trình như một khi bạn tin bạn có nó bạn sẽ có được nó và từ đó thật là dễ dàng để biểu hiện tất cả những ước nguyện của bạn trở thành sự thật một cách tràn đầy năng lượng bạn đã bước vào một luồng năng lượng hoàn toàn mới vì vậy mọi thứ biểu hiện dễ dàng hơn với bạn nó liên quan đến sự liên kết của bạn nếu bạn phù hợp với bản ngã cái tôi nhỏ bé thì bạn sẽ thể hiện sự thiếu thốn sợ hãi và hạn chế trong khi bạn phù hợp với sự thật thì bạn thể hiện tất cả những điều phù hợp với sự thật của bạn điều đó là sự dồi dào thành công hạnh phúc tình yêu khi bạn cố gắng thể hiện từ vị trí cái tôi nhỏ bé, bạn đấu tranh. Nhưng khi bạn tạo ra từ linh hồn của mình, thì bạn không làm điều đó một mình. Khi đó bạn có cả vũ trụ ủng hộ bạn, giúp bạn đạt được bất cứ điều gì đó bạn muốn đạt được trong cuộc sống của bạn. Có một nghịch lý khác, đó là bằng cách từ bỏ ý chí của mình theo ý muốn của thần thánh. Bạn thực sự sẽ thể hiện ý chí của mình, nhưng không gặp khó khăn khi cố gắng ép buộc nó với cái tôi nhỏ bé hạn chế của bạn năng lượng và ý thức của bạn quyết định tương lai và dòng chảy của bạn có một con đường dành cho bạn đã tồn tại thay vì có mục tiêu hãy tiếp nhận mục đích của bạn thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mọi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại